Tên Ngụy Quân Tử, Trương Châu Hữu Danh đã chính thức nhập kho. Công an thành phố Cần Thơ bắt giam Trương Châu Hữu Danh. Ngày 17 tháng 12, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Châu Hữu Danh, sinh năm 1982, trú tại xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Bị can Trương Châu Hữu Danh bị bắt để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân được quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tiến hành khám xét nơi ở của bị can, cơ quan an ninh điều tra thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Hiện vụ án đang tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Trương Châu Hữu Danh trước đây hoạt động trong lĩnh vực báo chí, vài năm gần đây Hữu Danh nổi tiếng trên mạng xã hội. Lợi dụng sự hỗn mang của xã hội với chiêu xông vào điểm nóng, lợi dụng mác chống tiêu cực đã gại đúng chỗ ngứa của công luận. Trương Châu Hữu Danh nhanh chóng tạo dựng được tiếng tăm trên mạng xã hội cùng với mác người hùng chống tiêu cực để từ đó thu hút sự ủng hộ của công luận nhằm phục vụ cho mưu đồ thật sự của anh ta là kiếm lợi, kiếm danh từ lòng tin của công luận. Không chỉ đánh BOT để đong xèng, lập nhóm báo bẩn để kiếm trác hợp đồng truyền thông, Trương Châu Hữu Danh thậm chí còn cổ súy cho sự hình thành xã hội dân sự, thứ đã khiến hàng triệu triệu người dân các nước lâm vào cảnh nước mắt nhà tan. Nhưng đất nước này không cho phép ai có quyền đi ngược lại lợi ích của dân tộc, và dù kẻ Ngụy Quân Tử như Danh có xảo quyệt đến đâu cũng không thoát được lưới trời. Một thủ đoạn ăn tiền tinh vi hơn mà lâu nay chúng ta chỉ nhìn thấy trong lĩnh vực truyền thông, báo chí thì nay một số nhà báo bị thu thẻ, thậm chí chưa bị thu thẻ đang nở rộ lĩnh vực này. Việc làm lâu nay của Trương Châu Hữu Danh cho chúng ta thấy rõ thủ đoạn ăn tiền của các nhà đấu tranh dân chủ, đấu tranh chống tiêu cực. Trương Châu Hữu Danh quá nổi trên mạng xã hội, không chỉ là một kẻ phạm tội lừa đảo, một kẻ là nhà báo bị thu thẻ mà diễn trò thuộc đỉnh cao. Cái trò diễn của nhân vật này thông qua một vở kịch là đấu tranh chống tiêu cực để một mặt hạ bệ, xúc phạm, triệt hạ các cá nhân, tổ chức, nhưng mặt khác lại tạo dựng uy tín, thương hiệu, vỏ bọc trên không gian mạng để kiếm tiền từ uy tín này. Uy tín, thương hiệu được đo bằng sự run sợ của cá nhân, tổ chức bị tấn công và số lượng tương tác trên mạng xã hội, theo đó kiếm tiền bằng đủ chiêu trò. Mới đây, Trương Châu Hữu Danh bắt tay với xã hội đen Đinh Xuân Giang để kiếm tiền trong việc viết bài, gỡ bài. Này, chúng tôi tiếp tục bóc tiếp cái uy tín, thương hiệu này để Trương Châu Hữu Danh thu hái sau một thời gian nỗ lực đấu tranh tiêu cực. Những ngày qua, Trương Châu Hữu Danh xuất hiện những bài viết trên trang cá nhân của mình về một doanh nghiệp hay một cá nhân kinh doanh nào đó với những mỹ từ ca ngợi hết lời. Phải chăng những doanh nghiệp cá nhân này cần được biểu dương, tuyên dương hết lời như vậy? Chắc hẳn, khi chúng tôi đề cập đến đây, các bạn đã nhận ra rằng đó là quảng cáo. Lâu nay chúng ta vẫn nhận thấy hình thức này trên các tờ báo doanh nghiệp, cá nhân đặt hàng viết bài, đăng bài quảng bá về sản phẩm, hoạt động nào đó. Thậm chí có những cá nhân muốn đánh bóng mình cũng sử dụng đến những bài viết trên phương diện truyền thông. Nhưng xem ra, truyền thông làm điều này quá nhiều nên cũng nhàm và hiệu ứng của nó không cao bằng hiệu ứng của mạng xã hội, nhất là những nhân vật người của công chúng. Nên xu hướng các doanh nghiệp cá nhân hướng đến quảng bá trên mạng xã hội là an toàn hơn bởi hai lý do. Lý do thứ nhất, hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội cao hơn trên truyền thông. Thậm chí, giá tiền chi phí có thể nhỏ hơn. Lý do thứ hai, được các cá nhân này cam kết không đụng chạm, bới móc đến những cá nhân tổ chức này, thậm chí còn ra sức bảo vệ. Chính từ những điều này mà lâu nay, Oxin Huy Đức khá nổi tiếng liên kết với các doanh nghiệp bằng những hoạt động tương tác đánh bóng trên mạng xã hội và sau này là Trương Châu Hữu Danh. Nhìn nhà đấu tranh chống tiêu cực dân chủ Trương Châu Hữu Danh thể hiện chiêu trò này trên mạng xã hội bằng những động tác như viết bài, đăng bài, đã có một số khán giả nhận ra ngay cái vỏ bọc thánh thiện của nhà hoạt động này. Đó là cái khôi hài của Trương Châu Hữu Danh và các nhà đấu tranh dân chủ khác. Hành vi kiếm tiền từ hoạt động này liệu có xứng đáng? Chúng tôi chưa bàn đến việc hợp pháp hay không hợp pháp, bởi hiện pháp luật vẫn chưa có quy định rõ ràng, thậm chí còn bỏ ngỏ. Nhưng trò bẩn đằng sau vỏ bọc thánh thiện thì không thể không lên án. Họ vẫn tự vỗ ngực cho rằng mình thánh thiện, nhưng sao phải sử dụng tiểu xảo, nhất là bất chấp để nổi tiếng bằng cách hạ bệ, xúc phạm, thậm chí tung tin giả để tạo dựng uy tín, thương hiệu trên không gian mạng. Mặt khác, họ bất nhân ở chỗ, không quan tâm đến chất lượng sản phẩm họ quảng cáo. Và điều này chính người tiêu dùng sẽ phải gánh chịu hậu quả khi tiền mất tật mang. Bởi nếu một tờ báo chính thống viết bài quảng cáo, họ phải có trách nhiệm kiểm tra, kiểm định, kiểm soát nhất định. Còn ngược lại,
đối với các nhà đấu tranh dân chủ thì họ bất chấp, không quan tâm đến chất lượng sản phẩm họ quảng bá thế nào, mà chỉ quan tâm đến việc họ nhận được bao nhiêu tiền. Đó là cái vô lương tâm, vô đạo lý của những kẻ mang danh đấu tranh dân chủ, đấu tranh chống tiêu cực, kiếm tiền bằng mọi giá như Trương Châu Hữu Danh.